Nắm bắt được nhu cầu của người dân vào mỗi dịp Tết đến xuân về, anh Nguyễn Văn Thạnh là chủ một nhà vườn ở Văn Giang, Hưng Yên, đưa mía tím lên chậu thành cây cảnh đẹp mắt chơi trong dịp Tết. Theo anh Thạnh, năm nay gia đình anh trồng được khoảng hơn 300 chậu, mỗi chậu có giá khoảng 500.000 đồng. Chậu mía cảnh được đánh giá là đẹp, thường có chiều cao khoảng 1 mét, thân thẳng, mọc dừa, các đốt của cây đều nhau, không bị sâu, vỏ thân có màu tím đậm, lá xanh, rũ đều. Mặc dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình anh Thạnh bán được khoảng 150 chậu mía tím. Mỗi chậu mía được gò vòng tròn bằng dây thép để cây mọc thẳng không bị nghiêng ngả. Cây mía tím này chơi được khoảng 6 tháng, sau đó người dân cắt bỏ cây cũ lấy mầm mới thì cây sẽ mọc thẳng và rất đẹp vào dịp Tết năm sau. Theo quan niệm ngày xưa, cây mía giống như là một biểu tượng của sự giao hòa trời đất, kết nối hai thế giới âm dương. Vì vậy, nhiều gia đình thường mua mía về để mà trưng trong nhà ngày Tết.